Hello anh em. Hôm nay Kai xin xin quay video tiếp mục em là Mitsubishi 6D14. Anh em xem qua máy trông khá là xinh. Body của em cũng khá là ok đấy. Đây là củ đề. Củ đề này 12V. Đây là củ sạc. Đây là hộp số. Hộp số này là hộp số Nico. Nico 31 AX mà hộp số là 2.58. Máy có turbo. Đẹp. Ok đấy. Em còn lên lặng em số tắp lô theo máy mới bị về. Cái này là bơm nhớt, còn cái này là quay bơm nhớt. Đây là cái tê đây. Anh em xem qua đây, ha. Dàn có ok. Đấy, theo mình nghĩ là như thế này là quá đẹp rồi. Sơn mình chốc chút xíu thì không vấn đề. Để tôi thử cái nắp cò lên. Cò cũng tương đối tốt đấy. Ok. Anh em yên tâm ha. Đây là bu li. Cái đây là bơm nước. Hiện tại cái dòng này thị trường đây rất là chuộng. Không có xét, không có khoen gì nhiều, nó chỉ tróc sơn thôi ha. Nó chỉ tróc sơn thôi, chút thôi. Đấy, tại nó chạy hàng nước dưới biển mà. Tróc sơn nó chuyện bình thường. Đây là cái lắc ấy. Mình xin chụp rõ cho anh em xem. 6D14 2AT. Để theo lắc là 195 ngựa, 2009 vòng tua. Đây là máy nghĩa địa nha. Xin quay tổng quan cho anh em xem cái body em này. Sơ hàng dài nhiệt. Đúng. Ok, xin cảm ơn quý anh em đã theo dõi và ủng hộ kênh của Kaixin Machinery. Anh em có nhu cầu mua máy xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0903 070753 hoặc là inbox ha. Cứ tự nhiên liên hệ để được tư vấn tốt hơn. Xin cảm ơn quý anh em và hẹn gặp lại con máy tiếp theo ha. Này, 6D14 trên nó dán trên cái hộp ga này. Máy này thì anh em mua thì thu cấp táp lô và cần ga số đầy đủ ha. Ok. Để tôi thử thở nhất cho anh em xem thế. Nhớ tôi nghĩ con này còn đẹp. Đây. Hơi đen mà còn chắc nhờn tốt. Ok. Rồi. Cái sườn hàng còn đẹp. Đẹp. Bô bô. Rồi xin chào anh em. Bye bye.